X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Tào Tháo biết dùng người, lịch sử gần như đã công nhận điều này. Có thể nói ông ta biết rõ then chốt cách dùng người. Nhưng vấn đề không ở chỗ ông ta đã làm gì, mà là làm như thế nào, và vì sao phải làm vậy. Nói cách khác, điều quan trọng không phải thuật mà là đạo. Vậy, đạo trong đạo dùng người của Tào Tháo là gì, vì sao ông ta có thể nắm vững đạo. Ngày hôm nay, X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về đạo trong đạo dùng người của Tào Tháo. Đây chính là nội dung số 2 trong nghệ thuật dùng người của Tào Tháo. Nội dung số 1 quý thính giả có thể xem lại ở video nghệ thuật dùng người của Tào Tháo, phần 1. Kính thưa quý thính giả, như ở phần chia sẻ trước, mấy vị mưu sĩ quan trọng nhất trong thời kỳ mới phát triển của Tào Tháo như Tuân Úc, Tuân Du, Giả Hủ, Quách Gia và Trình Dục hầu như đều chủ động đầu quân cho ông ta. Đầu tiên là Tuân Úc từ bên Viên Thiệu chạy sang vào năm Sơ Bình thứ 2 thời Hán Hiến Đế, lúc đó Tuân Úc chỉ mới có 29 tuổi. Theo Tam Quốc Chí kể, Tuân Úc bỏ đi vì nhận ra Viên Thiệu không thể thành nghiệp lớn, bèn đến với Tào Tháo khi đó chỉ là thái thú Đông Quận. Tào Tháo có được Tuân Úc vui mừng khôn xiết, Tháo nói đây chính là Trương Tử Phòng của ta. Năm Kiến An thứ nhất, Tào Tháo nghe theo kế sách của Mao Giới, Tuân Úc nghênh đón thiên tử, rời đô về Hứa Xương. Tuân Úc lúc này trở thành tổng tham mưu trưởng của Tào Tháo. Ông quản lý toàn bộ công việc quân quốc khi Tào Tháo Nam Chinh, Bắc Chiến. Hơn thế nữa, Tuân Úc còn tiến cứ cho Tào Tháo những nhân tài kiệt xuất như Tuân Du, Trung Do, Quách Gia. Câu chuyện Trình Dục gia nhập quân doanh Tào Tháo cũng rất thú vị. Theo Tam Quốc Chí, Thứ sử Diện Châu là Lưu Đại mời Trình Dục làm kỵ đô úy, ông ta cáo ốm không ra. Khi Tào Tháo đến Diện Châu, mời ông ta ra làm quan, ông ta đến ngay. Người cùng làng không hiểu, hỏi tại sao ông tiền hậu bất nhất vậy. Trình Dục chỉ cười chứ không đáp. Quách Gia thì có sao nói vậy. Theo Tam Quốc Chí, khi làm quan dưới trướng Viên Thiệu, Quách Gia từng nói với hai mưu sĩ của Viên Thiệu là Quách Đồ và Tân Bình. Bậc trí giả thận trọng chọn minh chúa, cho nên trăm lần bày mưu trăm lần thành công mà lập được công danh. Viên Công chỉ muốn bắt trước Chu Công hạ mình cầu hiền mà lại chẳng biết dùng người. Nhiều đầu mối nhưng ít chỗ cốt yếu, thích mưu tính nhưng không quyết đoán, muốn chung sức để cứu giúp đại nạn thiên hạ, hoàn thành cơ nghiệp bá vương, khó thay. Thế rồi rời Viên Thiệu, đầu quân cho Tào Tháo. Tào Tháo nói chuyện với Quách Gia một lần, nội dung là luận việc thiên hạ, đôi bên đều vui mừng khôn xiết. Tháo nói, giúp ta thành đại nghiệp, ắt hẳn người này. Quách Gia từ chỗ Tào Tháo đi ra, cũng hân hoan nói, đúng là chân chúa của ta. Năm đó Quách Gia mới 27 tuổi. X51 Story xin được luận bàn về câu nói của Quách Gia như sau. Lời của Quách Gia bao gồm 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, một người thông minh, nhất là một người chuẩn bị làm mưu sĩ, nhất định phải chọn cho mình một ông chủ tốt. Thứ hai, Viên Thiệu không phải là một ông chủ tốt, vì ông ta không biết dùng người. Viên Thiệu không phải là không hiểu được tầm quan trọng của nhân tài, cũng từng bắt trước Chu Công chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng ông ta chỉ học được bề ngoài, chứ không học được cái tinh túy. Bản thân ông ta cũng thiếu tài thống soái, suy nghĩ rối rắm mà không nắm được nội dung chính, thích vạch ra kế hoạch mà không ra quyết định, nên đi theo ông ta thì không có tương lai. Lịch sử đã chứng minh phán đoán của Quách Gia về Viên Thiệu là rất đúng. Còn tầng ý nghĩa thứ ba của Quách Gia, Tào Tháo chính là một ông chủ tốt, do đó phải bỏ Viên về với Tào. Vậy tại sao Tào Tháo lại là một ông chủ tốt? Thứ nhất là biết khéo dùng, người nào việc nấy. Khi đánh giá đạo dùng người của Tào Tháo, Tam Quốc Chí có gói gọn trong 16 chữ, bổ nhiệm dựa vào tài năng, không cảm tính, dùng mưu kế, chẳng nhớ thù cũ. Không cảm tính, dùng mưu kế, chẳng nhớ thù cũ chính là chiêu hàng nạp phản, bỏ hết hiếm khích mà ở phần chia sẻ trước chúng tôi đã đề cập. Còn bổ nhiệm dựa vào tài năng thì có thể nói là biết người khéo dùng, người nào việc nấy. Người nào việc nấy là đánh giá của Tuân Úc và Quách Gia về đạo dùng người của Tào Tháo. Nói cách khác, biết người khéo dùng, một phải biết rõ, hai phải khéo dùng. Tào Tháo làm được cả hai việc này. Ví như Thôi Diễm, Mao Giới, Thanh Liêm, Chính Trực, Tào Tháo để họ tuyển chọn quan lại. Tào Chi, Nhâm Tuấn chịu cực chịu khó, Tào Tháo để họ phụ trách việc đồn điền. Thứ hai là chân thành để được tín nhiệm, đã dùng người thì không nghi ngờ. Điều này vốn là nguyên tắc dùng người. Trong lịch sử những ai biết dùng người hầu hết đều làm như vậy, nhưng đối với Tào Tháo lại cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, Tào Tháo sống trong thời loạn lạc. Đặc điểm của thời loạn là lòng người hoang mang, đạo đức suy đồi, giữa người và người thiếu thành ý và tín nhiệm. Nói theo lời của Tào Tháo là thời kỳ trên dưới nghi ngờ lẫn nhau. Thứ hai, đại vị Tào Tháo đặc biệt. Vai trò của ông ta, như Chu Du nói, danh là thừa tướng nhưng thực là giặc nhà Hán. Cho dù bản thân Tào Tháo nghĩ ra sao, lúc đó nhiều người đều nhận định vậy. Trên thực tế, việc tập hợp người của Tào Tháo e rằng phần nhiều cũng là để thực hiện dã tâm của mình.
Chỗ hay mà vai trò kép này mang lại cho Tào Tháo là có thể lợi dụng danh nghĩa và chức quan của chính quyền trung ương để thu nạp rộng rãi nhân tài, còn chỗ dở là e rằng chính ngay ông ta cũng chưa chắc phân rõ những nhân tài này rốt cuộc là của ai. Vậy thì khó tránh sẽ có ngờ vực. Thứ ba, phe cánh của Tào Tháo cồng kềnh phức tạp. Có người vốn đã nhận chức trong chính quyền trung ương, có người sau này được Tào Tháo tuyển chọn chiêu mộ, còn có người do quan viên triều đình tiến cử bổ nhiệm, lại có cả người chiêu hàng nạp phản từ phe địch, không phải toàn bộ đều là đội ngũ của mình. Giữa những người này cũng khó tránh sẽ có ngờ vực. Tóm lại, bên Tào Tháo trăm mối nghi ngờ. Trong tình hình như thế, chân thành và tín nhiệm hết sức quan trọng. Là người lãnh đạo, cho dù xuất phát từ thật lòng hay làm mầu, Tào Tháo đều phải tỏ ra chân thành và tín nhiệm. Chúng ta thấy, với những người từng phản bội mình như Trương Tú, Ngụy Trùng, Tất Thầm, ông ta khoan dung như thế, chính là để thể hiện cho người khắp thiên hạ biết rằng Tào Tháo ta thành tâm, thành ý, tràn đầy tín nhiệm, dù bị gạt cũng không oán, không hối, các ngươi cứ yên tâm đến với ta. Chân thành và tín nhiệm đổi lại sự cảm kích và trung thành. Đơn cử như chuyện Vu Cấm. Theo Tam Quốc Chí, khi Trương Tú phản bội Tào Tháo lần đầu tiên, Tào Tháo bất ngờ không kịp phòng bị, thua tan tác, toàn quân rối loạn. Chỉ có Vu Cấm dẫn theo mấy trăm thuộc hạ, vừa đánh vừa lui, chỉnh đốn quân ngũ dẹp loạn quân Thanh Châu đi cướp bóc. Quân Thanh Châu vốn là dư đảng giặc khăn vàng xưa hàng Tào Tháo, vốn quân kỳ kém. Quân Thanh Châu bị Vu Cấm trị tội, chạy đến bên Tào Tháo tố cáo Vu Cấm làm phản. Lúc này, Vu Cấm không về gặp Tào Tháo ngay mà lại về đại bản doanh lập trại, chỉnh đốn binh sĩ. Có người nói với Vu Cấm, quân Thanh Châu tố ông làm phản sao ông không về gặp chúa công ngay để đối phó với kẻ gièm pha. Vu Cấm đáp truy binh địch ở đằng sau có thể kéo tới bất cứ lúc nào, cần phải phòng bị kẻ địch trước. Với lại, Tào Công là người sáng suốt nhường nào, tụi nó vu cáo có tác dụng gì đâu. Thế là Vu Cấm ung dung lập trại đóng quân, ổn định binh sĩ rồi mới đi gặp Tào Tháo. Tào Tháo hết lời khen ngợi, nói Vu Cấm ngươi đúng là có phong độ của danh tướng thời xưa. Phong cho Vu Cấm làm Ích Thọ Đình Hầu. Thứ ba là kỷ luật nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng. Điều này cũng là nguyên tắc cơ bản dùng người, nhưng Tào Tháo lại có chỗ đặc biệt. Một là lấy mình làm gương, hai là vô cùng đích đáng. Chúng ta biết rằng, Tào Tháo quản quân rất nghiêm. Vào tháng 5, năm Kiến An thứ 8, ông ta từng ban mệnh lệnh. Đối với tướng lĩnh chinh chiến, chỉ thưởng công mà không phạt tội là không hợp pháp lệnh nhà nước. Nay có lệnh rằng chư tướng xuất chinh, thua trận thì gánh tội, thất lợi thì miễn quan tước. Thực ra không chỉ thua trận, thất lợi phải chịu xử phạt mà vi phạm kỷ luật quân đội cũng phải nghiêm trị, ngay cả bản thân Tào Tháo cũng không phải ngoại lệ. Tào Tháo từng ra lệnh, khi hành quân không được dẫm lên ruộng lúa mạch, kẻ trái lệnh xử tử. Thế là kỵ binh đều xuống ngựa đi bộ, dùng vũ khí để rẽ lúa mà đi. Nhưng ngựa Tào Tháo tự nhiên nhảy vào ruộng, dẫm nát lúa mạch. Kết quả là ông ta cầm kiếm cắt tóc mình, tỏ ý chịu phạt. Đây chính là câu chuyện mượn tóc thay đầu nổi tiếng. Nhưng người xưa vốn không thích Tào Tháo, đã dùng câu chuyện này để thuyết minh sự gian trá và giả dối của Tào Tháo. Tào Tháo phạt rất nặng, thưởng cũng hậu. Tào Tháo có một nguyên tắc là không bao giờ thưởng phạt bừa bãi vì hứng thú nhất thời. Nếu ông ta muốn khen thưởng ai, thì người đó phải lập được kỳ công và phần thưởng chắc chắn vô cùng đích đáng. Nói như Quách Gia, chính là ban ơn đều vượt trên kỳ vọng, suy xét chu toàn, không có chuyện không thỏa đáng. Theo Tam Quốc Chí Từ Hoàng truyện, trong một cuộc chiến với Lưu Bị, Từ Hoàng vào sâu trong lòng địch, đánh bại Quan Vũ, giữ vững Tương Dương, Phàn Thành khi về kinh, Tào Tháo đã ra khỏi doanh trại tận 7 dặm để đón, bày tiệc lớn mừng công, đích thân nâng chén khao quân. Tào Tháo nói, ta cầm quân hơn 30 năm, cũng từng đọc nhiều binh pháp cổ, nhưng chưa từng thấy ai xông thẳng vào vòng vây địch như Từ tướng quân, e rằng ngay cả Tôn Vũ cũng phải chịu thua. Trong lúc ba quân tụ tập, khi Tào Tháo tuần tra tướng sĩ các cánh quân ùa ra vây xem, chỉ có quân đội của Từ Hoàng doanh trại chỉnh tề, tướng sĩ giữ nguyên vị trí. Tào Tháo lại cảm khái nói, Từ tướng quân quả đúng là có phong độ của Chu Á Phu. Từ Hoàng vốn là tướng dưới trướng Dương Phụng, sau quy thuận Tào Tháo. Ông ta hết mực trung thành, vào sinh ra tử, kiến công lập nghiệp vì Tào Tháo. Lòng trung thành ấy của ông ta chắc chắn là vì sự tín nhiệm cao độ, thưởng phạt phân minh của Tào Tháo. Là thống soát nhưng Tào Tháo không bao giờ chơi trội, tranh thể diện với thuộc hạ, ông ta luôn quy công lao cho thuộc hạ. Quan trọng hơn cả là ông ta luận công không mù quáng, ông ta biết rõ ai có công lao gì, sự khen thưởng của ông ta luôn đúng lúc và đích đáng. Nói như Tuân Úc chính là lấy trí nhân đãi người, trọng lòng trung thành, không phù phiếm giả dối, với bản thân thì nghiêm cẩn tiết kiệm, song với người có công thì không bùn xỉn. Tào Tháo quả thực là nhà nghệ thuật và khoa học trong dùng người. Thứ tư là rất mực khiêm tốn, mong học được người hay. Đối với nhân tài, được khen thưởng tất nhiên quan trọng, song quan trọng hơn vẫn là được trọng dụng, được thống soái khiêm tốn nghe lời khuyên can và làm theo kế sách. Trong quá trình nghiên cứu các nguồn tài liệu sử xưa, chúng ta nhiều lần thấy được thái độ của Tào Tháo với đề nghị của thuộc hạ, nghe theo, làm theo, khen phải.
đương nhiên cũng có không nghe theo, không làm theo. Nếu sau đó mà chứng tỏ Tào Tháo sai, ông ta nhất định kiểm điểm, xin lỗi, cảm ơn thuộc hạ đã góp ý, nhắc nhở. Theo Tam Quốc Chí, trong lần đi đánh Tôn Quyền, Tào Tháo định theo sách cũ của trận chiến Quan Độ, rời dân chúng Hoài Nam đi hết. Tưởng Tế không tán thành, nói rằng tình hình hiện giờ khác với thời trận chiến Quan Độ, hoàn toàn không cần làm vậy. Hơn nữa, dân chúng đều lưu luyến quê cha đất tổ, không hề muốn di rời. Cưỡng ép họ rời đi, trong lòng họ tất không yên. Tào Tháo không nghe, kết quả nhân dân Hoài Nam đều bỏ Tào Tháo chạy sang hàng Tôn Quyền. Sau đó Tưởng Tế đi gặp Tào Tháo bước tới đón, cười ha hả vừa nói, ông xem việc này ta làm. Vốn muốn họ tránh giặc, ngược lại đã xua họ sang bên kia mất rồi. Nói đoạn phong Tưởng Tế làm thái thú Đan Dương. X51 Story luận bàn. Tào Tháo quả thực là biết dùng người. Chúng ta có thể dùng 8 câu thế này để khái quát về thuật dùng người của Tào Tháo. Một là thật lòng thật dạ, lấy chân tình cảm động lòng người. Hai là thành thật với nhau, lấy chân thành đối xử với người ta. Ba là công bằng vô tư, lấy lý lẽ thuyết phục người. Bốn là, nói sao làm vậy, lấy chữ tín tuyển chọn người. Năm là, kỷ luật nghiêm minh, lấy pháp luật quản thúc người. Sáu là, đồng cảm với người, lấy độ lượng bao dung người. Bảy là, khen người trách mình, lấy công lao quy cho người. Tám là, luận công khen thưởng, lấy phần thưởng khích lệ người. Tào Tháo là một nhà chính trị xuất sắc. Ông ta biết rõ, bất kể đấu tranh chính trị hay đấu tranh quân sự, chỗ dựa quan trọng nhất là chính nghĩa, nguồn lực quan trọng nhất là nhân tài. Muốn chiêu mộ nhân tài thì phải có đủ khí độ và lòng khoan dung. Trăm người trăm vẻ. Trên đời đâu có đội ngũ nào chỉ tuyển có một màu. Cao quá thì dễ gãy, trắng quá thì dễ bẩn, nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Có lúc ta phải vờ hồ đồ một chút. Vờ hồ đồ mới có thể khoan dung cho người khác, khoan dung cho người khác mới được lòng người mới được thiên hạ. Tào Tháo thấu hiểu đạo lý này, nên ông ta là người thắng cuộc. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.